Cô xin chào các con. Ở tiết học trước, các con đã được làm quen với âm ơ, dấu nặng. Trong tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các con tiết 2. Trong tiết học này, giúp cho các con đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng dụng và hiểu câu ứng dụng, nói được câu có từ ngữ chứa tiếng, có âm chữ, dấu thanh được học, có nội dung liên quan đến bài học. Và trước khi bước vào bài học mới, các con hãy cùng cô khởi động qua bài hát Một con vịt nhé. Bây giờ các con hãy cùng cô bước vào bài học mới nhé. Quan sát hình ảnh sau và cho cô biết đây là gì. À, đây chính là tranh vẽ bờ hồ đấy các con. Cô có tiếng bờ. Trong tiếng bờ có âm nào mà các con đã được học ở tiết trước? Đúng rồi, tiếng bờ có âm ơ. Các con đã học ở tiết trước. Lắng nghe cô đánh vần nhé. Bờ, ơ bơ, thuyền bờ. Các con đọc trơn. Bờ. Đọc lại cùng với cô nè. Bờ, ơ bơ, thuyền bờ. Bờ. Tốt lắm. Vậy các con đã hiểu nghĩa của tiếng bờ chưa? Cô giới thiệu với các con. Bờ có nghĩa là dải đất, làm giới hạn cho một vùng nước hoặc là để ngăn giữ nước. Và đây là hình ảnh của bờ hồ. Tiếp theo, các con cho cô biết đây là con gì? Đúng rồi, đây chính là con bọ. Cô có tiếng bọ. Trong tiếng bọ, có dấu thanh nào mà các con đã học ở tiết trước? Đúng rồi, đó là dấu nặng. Nghe cô đánh vần nhé. Bờ, o, bo, nặng, bọ. Bọ. Các con đọc lại một lần nữa. Bờ, o, bo, nặng, bọ. Bọ. Bọ là cách gọi côn trùng đã lớn đấy các con. Đây là hình ảnh con bọ rùa. Trông giống như con rùa tí hon phải không nào? Trên lưng của nó có màu đỏ và rất nhiều những đốm tròn màu đen. Bây giờ các con hãy suy nghĩ và đặt cho cô một câu có tiếng bọ. À, cô có thể đặt câu là bé nhìn thấy con bọ. Tương tự như vậy, các con hãy đặt cho cô một câu có tiếng bờ. Cô có thể nói là mùa hè bé ra bờ biển chơi. Có rất nhiều cách nói khác nhau, có tiếng bờ và tiếng bọ, phải không các con? Tiếp theo, cô đố các con nhé. Con vật nào sống ở dưới nước? À, có rất nhiều con vật sống ở dưới nước, trong đó có con cá. Và cô giới thiệu cho các con, đây là con cá cờ.
trong từ cái cờ, tiếng nào chứa âm mà bài hôm nay các con được học? Đúng rồi, đó chính là tiếng cờ đấy các con. Lắng nghe cô đánh vần nhé. Cờ, ơ cơ, huyền cờ. Cá, cờ. Các con cùng đọc lại. Cờ, ơ cơ, huyền cờ. Cá, cờ. Giỏi lắm. Các con biết đấy, cá cờ là một loài cá sống ở nước ngọt. Chúng thường sống ở và ruộng lúa ở Việt Nam. Đây là loài cá gần gũi và phổ biến trong thiên nhiên vùng đồng chiêm Bắc Bộ. Và nước là môi trường sống của các loài cá. Vì vậy, khi các con đi biển hoặc đi ở những chỗ ao hồ, các con nhớ giữ cho nguồn nước thật trong sạch, không xả rác bừa bãi nhé. Các con hãy cùng đọc lại với cô những tiếng vừa học. Bờ, bọ, cá, cờ. Cô khen tất cả các con. Tiếp theo, các con hãy quan sát trên màn hình và cho cô biết trong bức tranh vẽ gì. Đúng rồi, trong bức tranh vẽ về bà và bé. Vậy các con có biết bà và bé đang làm gì không nào? Đúng rồi, bà và bé đang đi chợ để lựa ra những trái bơ thật là thơm ngon. Cô có câu ứng dụng, bà có bơ. Các con hãy lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn cả câu nhé. Bờ ơ bơ, bà có bơ. Các con hãy cho cô biết trong câu ứng dụng này tiếng nào chứa âm mà hôm nay các con được học? Đúng rồi, đó chính là tiếng bơ, có âm ơ mà các con đã được học. Cùng đọc lại với cô nào. Bờ ơ bơ, bà có bơ. Rất tốt. Để các con hiểu nghĩa của câu ứng dụng này, các con hãy suy nghĩ và trả lời cho cô những câu hỏi sau. Ai có bơ? Rất chính xác. Bà có bơ phải không nào? Vậy cô có một câu hỏi nữa nhé. Bà có gì? Đúng rồi, bà có bơ đấy các con. Như vậy, các con đã trả lời được những câu hỏi của cô và hiểu được nội dung của câu ứng dụng rồi đấy. Các con hãy cùng đọc lại với cô. Bờ, bọ, cá, cờ. Bà có bơ. Rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua phần luyện tập mở rộng nhé. Quan sát và cho cô biết đây là gì? Đây chính là cái nơ. Cô có tiếng nơ. Các con hãy đọc lại nào. Nơ. Trong tiếng nơ cũng có âm ơ mà các con được học đấy. Cô giới thiệu với các con, đây là hình ảnh của những chiếc nơ. Nơ có công dụng là để trang trí cho mái tóc, trên ngực áo hoặc là trang trí ở những hộp quà để đẹp hơn đấy các con. Các con hãy suy nghĩ và đặt cho cô một câu có tiếng nơ nhé. Cô ví dụ, cô có thể nói là bạn Lan cài nơ lên tóc rất đẹp. Các con cũng có thể đặt được một số câu khác hay hơn nữa nhé. Tiếp theo, cô giới thiệu với các con. Đây chính là lá cờ Tổ quốc. Cô có tiếng cờ. Trong tiếng cờ, có âm nào mà chúng ta được học hôm nay? Đúng rồi, đó chính là âm ơ. Các con hãy đọc lại nào. Cờ. Cờ. Tốt lắm. Lá cờ hay chúng ta còn gọi là quốc kỳ.
Đây là lá cờ của đất nước Việt Nam, có hình ngôi sao năm cánh màu vàng trên nền màu đỏ. Cô giới thiệu với các con, đây là hình ảnh của các bạn nhỏ đang đứng chào cờ. Các con lưu ý, khi chúng ta chào cờ, các con phải đứng với một tư thế nghiêm, mắt hướng về lá cờ quốc kỳ để thể hiện sự trang trọng và sự biết ơn đối với những người đã hy sinh để bảo vệ cho đất nước có nền độc lập như hôm nay. Tiếp theo, các con hãy cùng cô thư giãn qua một bài hát, hãy cùng lắng nghe và ghi nhớ nội dung của bài hát nhé. Con thấy bài hát vừa rồi có hay không nào? Rất hay phải không? Các con ghi nhớ và thực hiện theo lời bài hát nhé. Tiếp theo, các con hãy cho cô biết đây là gì? Đúng rồi, đây là cái bình hay ta còn gọi là cái lọ. Cô có tiếng lọ. Trong tiếng lọ có dấu gì mà mình được học nào? Đúng rồi, đó là dấu nặng. Các con hãy đọc lọ, lọ. Tốt lắm. Bây giờ các con hãy đặt cho cô một câu có tiếng lọ nhé. À, chúng ta có thể đặt câu là lọ hoa trên bàn rất đẹp. Cô giới thiệu với các con, đây là một số loại hoa. Những loại hoa này có hình dáng khác nhau, nhưng chúng có công dụng giống nhau, đó là trang trí cho ngôi nhà của chúng ta thêm đẹp đấy các con. Bây giờ các con hãy đọc lại với cô nhé. Nơ, cờ, lọ. Qua phần luyện đọc mở rộng này, cô mong rằng các con sẽ đặt thêm những câu có chứa âm ơ, dấu nặng hay hơn nữa nhé. Để củng cố cho bài học hôm nay, các con hãy đọc cùng cô cả bài nào. Bờ, bọ, cá, cờ, bà, có, bơ, nơ, cờ, lọ. Như vậy, vừa rồi các con đã cùng lắng nghe và học với cô cả bài rồi đấy. Bài học đến đây là hết. Các con hãy đọc lại cho ba mẹ mình cùng nghe nhé. Cô chào tạm biệt các con. Chúc các con và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại các con trong những bài học lần sau.